Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Rất nhiều khán giả đã lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh tiểu tụy của danh ca Thanh Tuyền trên giường bệnh. Danh ca Thanh Tuyền là một trong những gương mặt được mong chờ nhất tại live show mới nhất của Quang Lê tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cô đã để lại không ít tiếc nuối trong lòng khán giả. Ít ai biết rằng trước đó danh ca Thanh Tuyền đã gặp phải tai nạn khá nghiêm trọng khi biểu diễn tại Mỹ, dẫn tới hậu quả phải nằm viện. Chính vì thế cô không thể gặp mặt trong chương trình vừa qua. Tai nạn khá nghiêm trọng khiến cô bị bầm tím cả hai chân và băng bó đầu gối. Tiết lộ về lý do vắng mặt, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ đoạn clip nói về tình trạng sức khỏe của mình. Cùng với đó, cô rất lấy làm đáng tiếc khi lỡ hẹn với khán giả Việt tại quê nhà. Danh ca Thanh Tuyền liên tục nhờ Quang Lê gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và mong nhận được sự cảm thông. Quang Lê ơi, cho mẹ xin lỗi, mẹ không về được vì bà bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Hôm nay bà mốt mẹ hát ở Santé. Rồi bị té ở chỗ hát, mẹ nhờ Cao Thái Sơn đỡ mẹ, có Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa. Giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi khán giả giùm mẹ. Thật sự mẹ cũng muốn bay về chỗ con, nhưng điều không may cứ liên tiếp xảy ra, từ đó mẹ bị té, sau hậu trường, giờ mẹ phải về khám bác sĩ. Không, người ta không cho lên máy bay, hiện tại mẹ cũng bệnh lầm, con xin lỗi khán giả giùm cho mẹ, cảm ơn con, danh ca Thanh Tuyền chia sẻ. Rất nhiều khán giả đã lo lắng cho tình ảnh của danh ca Thanh Tuyền trên giường bệnh. Danh ca Thanh Tuyền là một trong những gương mặt được mong chờ nhất tại live show mới nhất của Quang Lê vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cô đã để lại trong lòng khán giả không ít tiếc nuối. Ít ai biết rằng trước đó danh ca Thanh Tuyền phải gặp tai nạn khá nghiêm trọng. Ít ai biết rằng trước đó danh ca Thanh Tuyền đã gặp phải tai nạn khá nghiêm trọng khi biểu diễn tại Mỹ, dẫn tới hậu quả phải nằm viện. Chính vì thế cô không thể góp mặt tại chương trình vừa qua. Danh ca Thanh Tuyền, Quang Lê nghẹn ngào nhớ về kỷ niệm sương máu trong sự nghiệp ca hát. Người bị khán giả giận 20 năm vì than bệnh, người phải nén nỗi đau mất cha để hoàn thành nhiệm vụ của một nghệ sĩ. Sau thời gian im ắng vì dịch bệnh, Quang Lê và các đồng nghiệp có dịp trở lại hoạt động tại Mỹ. Được biết, do tình hình dịch bệnh tại xứ Cờ Hoa đang dần được kiểm soát, nên các chương trình âm nhạc đã được phép tổ chức xuất hiện cùng danh ca Thanh Tuyền trên sóng live stream của một trung tâm hải ngoại. Ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thú vị về chuyện nghề. Dù đã có kinh nghiệm hàng chục năm trên sân khấu, nhưng Quang Lê thừa nhận mình từng gặp sự cố nhớ đời trong một bài học sương máu của nam ca sĩ, chính là cách ứng xử với khán giả, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống và gặp vấn đề nghiêm trọng về giọng hát biểu diễn. Anh tâm sự với danh ca Thanh Tuyền, cách đây 20 năm tôi sang Úc biểu diễn và bệnh thật, tôi có chia sẻ với khán giả và bị một số người giận tôi đến 20 năm luôn. Ông ấy bảo rằng tôi bỏ tiền đi xem Quang Lê hát, không thể nào. Một lý do như vậy, một là hát, hai là không hát, không có đình chính là do bệnh mà giờ. Nếu mình bệnh thì cam chịu đi hát, có thể họ nghe giọng Quang Lê hôm nay khác, giọng Thanh Tuyền hôm nay khàn khàn, rồi họ cũng quên. Nhưng nếu nói về tôi khổ quá, tôi bệnh tôi hát dở là khán giả giận. Đồng thời hậu bối nữ nghệ sĩ cho biết dù cuộc sống gặp sóng gió thế nào, dù là nghệ sĩ thì phải làm tròn bổn phận với công chúng. Tại đây bà kể lại sự kiện đau thương năm nào, phải cố gắng hoàn thành tiết mục khi hay tin cha ruột qua đời. Danh ca Thanh Tuyền ngậm ngùi nói, nam cha tôi mất, tôi không về được, trên sân khấu nghe tin cha chết, mà mặt vẫn ràng tươi cười, giấu hết cảm xúc vào trong, nghệ sĩ mà. Mình phải nên vui, cái đẹp đến với khán giả chứ đừng mang buồn phiền, nhìn nghệ sĩ như vậy chứ lúc sau, ảnh màn nhung thì cay đắng lắm, ngược lại chúng tôi được khán giả yêu thương, đó là sự đền bù xứng đáng. Ngoài ra, bà cũng tiết lộ khi trình diễn bản thân luôn tập trung cao độ, gạt hết mọi suy nghĩ, cảm xúc để đảm bảo cho tiết mục chỉnh chu nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.